Ok, hello anh em. Hôm nay chiều thứ bảy tôi lại quay trở lại một cái tiết mục, gọi là tiết mục giới thiệu game miễn phí mà hay. Hôm nay tôi gửi đến anh em cái tựa game có tên là Tiger Knight Empire War. Đây là một cái tựa game online nhá, miễn phí, mới ra mắt cách đây không lâu thôi. Mới ra mắt cách đây khoảng tầm gần một tuần. Game miễn phí trên Steam nhá. Anh em có thể theo cái hướng dẫn mà tôi để trên status ấy để xem cái cách mà chúng ta có thể tải về và chơi nhá. Game sẽ cho chúng ta nhập vai vào một cái vị tướng, như là kiểu tướng thời xưa, thời phong kiến Trung Quốc thời xưa ấy, giống như kiểu Tam Quốc ấy. Chúng ta sẽ xây dựng quân đội dần dần từ một cái chỗ là level thấp rồi lên level cao, chiêu mộ quân sĩ và đánh nhau. Nếu mà anh em nào đã từng chơi cái thể loại như kiểu Mao and Blade ấy thì anh em sẽ quen với thể loại này nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ vào thử nhá. Cấu hình trò này thì nói chung là nó khá là bình dân thôi. Anh em chỉ cần RAM khoảng 4GB trở lên nhá. Cặp màn hình thì tốt nhất là nên có cặp màn hình rời. Game này nhiều anh em bảo khó á. Nhiều anh em đã chơi rồi cơ à? Sao mà biết là khó? Đợi một chút, tôi đang login vào server, nó hơi chậm một tí. Giờ này có vẻ ok, chúng ta đã vào. Đông Hán mô niên, hoàng kim hộ kỳ. Đây là nói về cái thời năm 184 sau công nguyên đây. Đây là thời nhà Hán, cuối thời nhà Hán nhé. Khi mà có một cái quân gọi là quân khởi nghĩa, bạo loạn. Nói chung là game nó gần như kiểu cái thời Tam Quốc ấy, nhưng mà đây là trước Tam Quốc một chút. Ok, đây là nhân vật của chúng ta. Game nói chung là đồ họa khá là đẹp, mặc dù là nó là game online, nhưng mà nếu mà anh em nhìn qua thì đồ họa rất là đẹp đấy. Nếu mà so với một game online thông thường, đồ họa nó khá là tốt. Chúng ta có thể điều khiển được. Tướng sẽ có kiếm nhé, có cung nhá, có cả áo giáp rồi là khiên trắng. Ok, đây là một thằng ở bên bọn quân bạo loạn này. Chúng ta có thể đỡ được bằng cách là giữ chuột bên này, nó sẽ đỡ. Nói chung là game đánh nhau là đấy, mình có thể block được. Ok, nút E để giết. E là nút để sủi ôi sọc. Đấy, nút này để giết. Đây chỉ là cái dạng chúng ta tập luyện thôi. Tập luyện chơi là hướng dẫn mình cách chơi thôi. Đấy, có một thằng nào đang bắn cung. Ấn 2 để lấy cung. Ok, kéo cung lên bắn. Đấy, ngắm vào cái nút này. Ok, xong phim. Đây là tướng chúng ta có thể cầm được cả thương nhá. Mình có thể chạy nhanh được. Ấn 2 lần W thì tướng sẽ chạy nhanh. Nói chung đây là cái đoạn chúng ta tập luyện thôi, sau này sẽ dẫn quân đi cơ. Còn bây giờ là nó đang hướng dẫn mình cái cách gọi là cách chơi trước đã. Ok, khi mà quân địch đến thì giữ chuột bên này để trên, sau đấy thì bỏ ra một phát đâm, sụt ngã ngay. Tất cả cái kỹ năng này chúng ta sẽ đều cần phải sử dụng nhá. Sau này đến lúc vào trận thì anh em mới thấy nó khá là khó đấy. Ok,
ta giữ hai chiều hai bên để chém, để chém hai theo hai hướng. Tên game anh em xem trên status nhá, tất cả các game mà tôi livestream tôi đều ghi rất là rõ tên game trên status, kể cả hướng dẫn anh em có cách để download về tôi đều ghi rõ trên status hết, anh em chịu khó xem status nhá. Ok, chúng ta đầu lên ngựa, con ngựa là chúng ta sẽ, ok sai rồi, di chuột về, di chuột giữ cái này, sau đó là di lên. Mày láo này, đấy, giữ chuột để tấn công. Thằng này là giữ từ bên phải, đưa sang. Một phát chém, xong phim. Đấy là cách mà chúng ta cưỡi ngựa để đi đánh chúng nó. Bây giờ xuống ngựa, đấu với cả một đám đông. Xem đây, những mày láo à. Nói chung là đây là màn tập luyện, là nó cho mình rắc chuột rất là kinh. Còn tôi nghĩ là sức mà vào game chắc là không được như này đâu. Anh em giữ một lúc thì nó sẽ luyện cái chém mạnh lên. Cái game này thì nó nhấn vào cái sự chân thực, cho nên là anh em sẽ không thấy nó skill cái kiểu nhìn nó bóng bẩy như là các cái game kiểu game như kiểu Dynasty Warrior, nó sẽ không như thế nhá, mà nó chú trọng vào cái thật. Nó sẽ chơi khá là khó đấy. Với anh em nào mà thích cái kiểu đánh mà skill nhìn nó bắt mắt mà nhìn nó loẹt loẹt thì nó sẽ không có đâu. Đây rồi. Đây là đạo quân đầu tiên của chúng ta. Đây là quân của mình đây. Kia là doanh trại, doanh trại của địch, mình phải tấn công vào. Hoàng Phu Sơn tấn công từ cổng phía bắc của doanh trại. Chúng mà tôi đánh giá là với một cái game miễn phí như thế này là rất là hay đây, quân của mình đây. Anh em thấy chưa? Chúng ta bắt đầu thống lãnh một đội. Mấy con rơi lại tránh ra. Mẹ thằng bọn cái chạy nhanh lên đợi tao với. Tổ sư tướng đéo toàn chạy sau quân. Thằng này thì quân bộ ôi thì quá đơn giản. Nói chung là nếu mà anh em đã từng chơi Mao em Blade ấy thì cái game này nó khá là giống. Game này nó thật cũng như thế, còn anh em hay chơi kiểu đánh auto trúng thì nó mới là không thật. Cái này nó đòi hỏi cái điều khiển sẽ phải rất là chuẩn. Ok. Như lái xe hả? Ok, quả này là mình tấn công vào doanh trại của thằng tướng địch đấy. Đây là game online nhá anh em nhá, không phải game offline đâu, đây là game online đấy. Đây rồi, đây là thằng tướng địch đây, bố cái đại vương à? Chém nó đi cơ. Một thằng đứt. Cái này điều khiển nó hơi khó. Đó,
rồi, nó ngã ngựa rồi. Tôi vẫn chưa quen cái điều khiển này lắm thì nha. Đấy, chết cha mày đấy. Phải giữ, phải giữ cái này. Mày láo này. Chết cho con. Xong phim rồi. Tướng địch. Đúng rồi, nó y chang như Mao Emblade mà. Trò này nếu mà anh em đã từng chơi cái trò Mao Emblade thì thấy nó rất là giống. Đúng cái kiểu đánh đấy luôn. Nó không... nó không kiểu bắt mắt như là các cái game chập chém bình thường, nhưng mà chơi... mình sẽ so tài cả cái người chơi khác ấy. Chết bao nhiêu cho đủ á, chết sao được, yên tâm. Ok, chúng ta sẽ sang màn chiến trận. Đây là một trận gọi là một trận điển hình, nó dạy mình cách để vào trận đấu thực sự. Đây là các cái đội hình nhá. Chúng ta để xếp được đội hình cho quân của mình đi đánh nhau nhá. Nó có các loại này, thứ nhất là F1 nhá. Khi chúng ta dùng F1 ấy, thì lính của mình nó sẽ chỉ tập trung đi bảo vệ tướng thôi. À, nó sẽ tập trung bảo vệ một khu vực nào đấy mà mình chỉ định. F2 nó sẽ chỉ đi theo mình mà nó bảo vệ cho tướng. F3 thì nó sẽ lao thẳng vào quân, vào thằng tướng của địch ấy, nó giết thằng tướng địch. Đấy, F4 là để thay đổi các cái đội hình khác nhau. Thì chúng ta để thay đổi được các cái đội hình mà chúng ta muốn. Đây là chiến trường. Trên chiến trường sẽ có cái điểm. Đây là doanh trại của địch này. Mình sẽ tấn công thẳng vào. Ở góc dưới bên tay phải nó là cái map nhá, map chiến trường nhá. Đấy, cái đây là phía bên tôi màu xanh, còn cái doanh trại địch là cái mũ màu đỏ ấy kìa. Trên chiến trường nó có ba cái dấu hỏi chấm ấy, các cái dấu hỏi chấm ấy là các chỗ mà chúng ta phải chiếm được. Khi mà chiếm được nó thì mình sẽ được một cái phần thưởng nào đấy, ví dụ như là vũ khí hoặc là chúng ta để gọi thêm được quân. Ok. Anh, cái gì này? Ơ? Zoom in nào? Cái đéo nào? Bỏ này đi nhở? Dở hơi à? Từ đó để tôi ấy lại phát. Đã bị kẹt mẹ đây rồi. Ấn M rồi. Đây này, ấn M nó mới to ra như thế này. Gà lắm. Ấn M bản đồ nó mới to ra như thế này này. Vấn đề là nó đang bị kẹt. Không phải lăn chuột. Nó đang bị kẹt ở chỗ này mẹ rồi. Gì à? Không được, tôi di chuyển cái ô trên map là không được. Tôi di chuyển là không được. Cái ô nó đéo ấy. Nó bị lỗi cái đoạn này rồi. Cổ sư. Thôi từ từ đã.
Không phải, nó bị ấy rồi, nó bị lỗi từ tôi quýt ra vào lại đó. Ok, đợi tí cho load lại. Tổ xui game. Anh em cứ bình tĩnh. Nói chung là tôi biết là với con game như này thì nhiều anh em sẽ chê là nó không bắt mắt như là Dynasty Warrior hay là các cái game kiểu chặt chém mà nhìn nó bắt mắt. Tuy nhiên thì thứ nhất là vì game đây là một cái game miễn phí và thứ hai là cấu hình nó khá là nhẹ. Thì là tôi giới thiệu anh em này, anh em nào mà dùng nhà máy yếu chẳng hạn, muốn chơi một cái game mà nó khá là hay thì anh em có thể chơi. Chứ còn không thể nào so sánh được nó với lại một cái game mà kiểu như là game đỉnh cao được. Nói chung là một cái con game mà tôi nghĩ là khá là hay nên để chúng ta để trải nghiệm được. Next. We'll learn the map operation. Press M to zoom in on the mini map. Rồi đấy, lúc này nó bị lỗi mà, thành ra nó không hiện cái này này. Đây, ba cái điểm hỏi chấm là resort size nhá. Chỗ đấy mình có thể kéo cờ mình lên thì mình sẽ được một cái chiếm được cái điểm đấy thì mình sẽ được một cái lợi thế. Cam màu xanh là cam bên mình, cam màu đỏ là cam bên nó. Ok. The flashing red point is a warning from your teammate. Cái điểm ở trên bản đồ mà đang có cái dấu chấm cảng ấy là nghĩa là quân mình đang cần sự giúp đỡ. Mình sẽ cần tấn công bên đấy. Trong này là mình sẽ mua quân nhá, tự đi mua quân, tự trang bị giáp cho bản thân lẫn giáp cho cả quân luôn. Attack and occupy quickly. Ok, bây giờ tấn công thôi. Boost lên. Ở phía dưới màn hình anh em có thể thấy là tôi đã đang bật sẵn cái F2 nhá, nghĩa là quân luôn đi theo mình. Quân của mình là quân màu ấy kìa. Quân màu xanh lá cây này. Đấy, nó sẽ luôn chạy theo mình bởi vì mình đang để cái đội hình là đội hình F2. Tôi vừa bật cái skill cho bọn quân. Đấy là skill train có nghĩa là skill lao lên. Ok, rồi chúng ta sẽ lao thẳng lên. Đây là quân địch, chém nhau đi anh em. Thằng là tướng địch là thằng cao chun này, mình có thể tấn công thẳng vào tướng địch luôn. Hãy tập trung vào thằng cao chu này này. Ấn F5. F5 để bật cái chế độ đánh với cả bọn lính ngựa. Rồi mình là quân bộ. Nói chung là loạn xí ngộng. Chém nó đấy. Đúng rồi, ngã ngựa rồi. Tổ sư thằng tướng nó ngã rồi. Xong. Bây giờ mình sẽ tiến đến cái cờ này nhá. Giữ E một khoảng thời gian đầy đủ thì mình sẽ chiếm được cái mình sẽ capture được cái cờ này, được cái khu vực này. Ok, sau khi capture được thì mình sẽ lên máu. Mình sẽ được búp cho bọn quân nó lên. Đấy, sau khi mà chiếm được cái cam này rồi thì quân sẽ khỏe hơn. Đây là mở cổng vào doanh trại của bên nó rồi này. If you kill the remaining enemy general or the marshal, you will win. F3 tấn công. Rồi, tất cả cho con lính nó lao lên. Tôi vừa bật cái chế độ F3 nhá, là chế độ cho quân mình lao thẳng vào cái doanh trại địch. Từ từ để giết thằng này đã. Xong phim, đi rồi.
Đấy là có mấy toán quân của mình cũng lao lên, không phải chỉ có mình đâu. Mẹ bọn quân mình đâu hết rồi, chạy nhanh lên các em. Đéo gì chạy đâu ấy, tổ sư đuổi theo cái thằng này chứ, đuổi theo em đéo ấy. Mày láo này. Đây, rút kiếm đây, mình có thể ở trên ngựa đánh kiếm được. Tùy chọn vũ khí. Rồi đi tập trung giết thằng tướng địch thôi. Tướng địch đây rồi. Cao ren này. Cái tướng nó khỏe quá. Rồi xong. Đã giết được tướng. Đấy, mình cứ lao thẳng vào mình giết thằng tướng đó thôi. Thì coi như mình sẽ thắng. Bao đến phần tạo nhân vật. Đây là có hai lựa chọn cho mình, nữ hay là nam. Ơ, chọn nữ nào nhỉ? Ơ, nó không cho chọn nữ rồi, không có nữ à? Tổ sư. Đây mình có thể chọn được các loại mặt khác nhau. Chọn được màu da này. Tôi sẽ thử tạo một thằng tướng nhé. Hairstyle đây, kiểu tóc. Đây. Ui, thanh niên này mẹ làm cho quả đầu hói nhìn cho sướng. Lông mày, râu. Đây là đánh son. Loại mồm. Đấy, có thể chỉnh được cả bề rộng các thứ, tất cả kiểu. Mũi mủng nhá. Tôi sẽ chỉnh cho một thằng tướng của mình trông cực kỳ đẹp trai luôn, anh em yên tâm. Trông siêu đẹp trai luôn. Rồi, anh em thấy đẹp trai chưa? Đấy, anh em thấy mẹ tướng cái này mẹ tướng đẹp trai. Rồi, chúng ta đã xong thanh niên tướng rồi. Trông rất đẹp trai, xoái ca 2016. Trông khá giống Sơn Tùng. Đặt tên Tùng Sơn. Ơ à. Anh em từ từ đã. Đen xì à? Đây đây tôi đang ấy. Tổ sư nó bị lỗi. Ok đây là phần chỉnh quân rồi. Sorry, lúc đấy nó đang bị lỗi, tôi để màn hình nó bị đen. Đây là mua cái găng tay, giáp bảo vệ tay, trang bị cho mình. Đây storage đây. Equip nó vào là xong. Đây là mình chọn mua một thằng phó tướng nhá.
mình có thể chọn mua được các thằng phó tướng khác nhau. Thì ở đây tôi chỉ mới đầu mình chỉ mua được thằng bo cai này thôi, bò cái. Chọn nút recruit. Đây là các cái mode game khác nhau. Rồi. Đây thanh niên tướng của chúng ta đây. Từ từ đã. Qua mẹ mất cái đoạn qua mẹ mất cái mạng cái đoạn chỉnh mặt rồi. Cái đoạn mà chỉnh mặt rất là hay, nhưng mà có đến tôi bị quên mất, tôi không bật cái không reset lại cái màn hình thì ra bị đen. Đây thanh niên tướng của chúng ta đây. Nói chung là rất đẹp trai. Mới đầu vào lúc nãy anh em nhìn là đẹp thế thôi, bây giờ bắt đầu vào game là mình sẽ bắt đầu từ cái level đầu tiên. Chỉ có mỗi cái vũ khí là cái cây tre thôi. Nhìn trông rất là khổ sở. Bây giờ tôi sẽ đi tẩn nhau luôn nhá. Đây là có nhiều chế độ chơi khác nhau, mình có thể chơi được xếp hạng này, chơi Duel Mode này, hay là chơi Epic War này. Đây tôi sẽ chơi thử một trận xếp hạng nhá. Lính thì tôi sẽ chọn lính ở dưới này được. Lính có 3 loại lính khác nhau. Thôi chọn cái lính này đi. Hãy chọn lính này là có sức tấn công cao nhất này. Mình play thôi. Đúng rồi, mới đầu vào nông dân thế thôi. Anh em có xem cái truyện tranh Vương Giả Thiên Hạ Kingdom không? Đấy nó cũng kiểu như thế. Lúc đầu vào mình chỉ là thằng tướng quen, mẹ chả có cái mẹ gì giáo giáp mà không có. Dần dần đánh dần thì nó sẽ bắt đầu trang bị giáp trụ các thứ giống như lúc nãy. Chơi nó mới ngon. Đợi tí nó đang tìm trận. Nó xếp trận giống như kiểu anh em đợi xếp trận liên minh ấy. Nó gần giống kiểu như thế. Giống thánh gióng. Nói chung là trò này tôi cũng vừa mới chơi thôi, thành ra là cũng chưa biết như thế nào cả. Dễ là vào bị chúng nó mẹ đánh chết lắm, nghi lắm. Ok, chúng ta đang loading cái màn chơi. Đây chính là thời kỳ Tam Quốc nhá. Đây là năm 200 đây này. Quan sao là hoàng loạn hoàng xào à. Đây, mình sẽ chọn cái điểm thả quân của mình nhá. Tôi chọn cái điểm số 2 là cái điểm thả quân nhá. Xong mình ấn confirm thôi. Sau khi mà tất cả các phe đã chọn cái địa điểm thả quân xong thì bắt sẽ bắt đầu vào trận. Đây là team bên tôi nhá. Có mỗi team có 5 thành viên, có 5 đạn. Ok, vào trận. Rồi, đây là mới đầu vào nó chỉ cho mình mỗi cái gậy trông mẹ như cái liềm ấy, trông khổ lắm. Kiểu lúc đầu vào chỉ thống lĩnh cái đội quân nhìn trông mẹ phò phạch. Chả có giáp trụ đéo. Nhưng mà dần dần là mình sẽ lên thôi. Ban đầu là như thế. Đây có thể thay hai loại vũ khí khác nhau. Đây là cái như trông như kiểu cái máy trèo ấy. Đổi về cây liềm. Mục tiêu của mình là đi đánh cái bọn đấy thôi. Mẹ sao mẹ? Ping làm sao vậy?
Alo, 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 anh em có thấy gì không? Anh em có thấy gì không? Lúc nãy em mạng nó bị làm sao ấy, tổ sư nó. Ok, tôi lại kết nối lại được rồi. Anh em từ từ bình tĩnh tí. Đang cao trào hết tiền. Mạng buổi chiều nó cứ kiểu như thế nhá. Chắc là mẹ nhiều anh em nào xem sách hay sao mẹ. Toàn bị kiểu đang mẹ sang hay chuẩn bị vào trận thì nó lại mẹ đứt dây đàn. Anh em chờ tí để tôi vào lại. Rồi. Ok, chúng ta đã vào lại trận rồi. Đấy, chắc là không vấn đề gì đâu. Đấy, lúc nãy đang vào trận thì bị đít ra không biết quân mình như nào rồi, khéo thua mẹ rồi. Ơ. À đây rồi, team địch đây rồi. Ôi mẹ, bên nó vẫn còn hai thằng tướng còn sống. Tướng có cả ngựa à? Vãi. Tướng bên nó khỏe vãi có cả ngựa rồi. Khốn nạn đời tôi rồi. Mày láo này. Giết thằng tướng nó đấy. Rồi. Sổi ôi, kết liễu. Vỡ đầu luôn. Anh em thấy kinh không? Thằng đuổi này. Ngon rồi, gần thắng rồi, còn một thằng tướng nữa thôi, còn hai thằng nữa. Chém nó đi. Láo này. Chém như thế mà đéo chết. Chết chưa? Ủa? À thắng rồi. Anh em thấy không? Ôi mẹ, bên mình có thanh niên Mikivit mẹ giết 8 tướng vãi đái, 36 quân. Tôi giết được có 2 thằng tướng, giết được 6 thằng quân. Mẹ tổ sư. Rồi thắng rồi. Xem có được cái vẹo gì không. Victory. Đã lên level 2. Từ xem lên level 2 có được cái mẹ gì không. Không được cái gì cả. Quay về thôi. Đây level 2 rồi đấy. Từ tôi xem là mình mua được cái gì? Ivan gì đây. Có gíp à? Đây là market nhá, nơi mà chúng ta có thể mua được item các thứ này, vũ khí. Đây là các loại vũ khí này, kiếm các thứ này, mình có thể mua được nhưng mà bây giờ đang bị lock. Đây là hệ thống nhiệm vụ nhá. Lag á? Ok, tôi đang nhận quà. Sign vào để nhận quà.
Rồi, 5 ngày mình được 5 món quà. Và storage xem nào. Cái này là cái gì? 5 đây. Mẹ VIP 1, phải cứt. Ok, mình dùng cái này mình sẽ được tăng thêm cái điểm kinh nghiệm. Từ từ tôi vào xem mình có mua được cái gì không nhỉ? Chưa mua được cái gì cả. Anh em thử F5 lại xem nhá. Nó bị lỗi mạng đấy, thành ra là nó bị giật giật đấy. Anh em thử F5 nhá. Đây là chân dung thanh niên tướng của chúng ta đây. Tôi vẫn chưa mua được cái đồ gì cả. Không đủ tiền. Còn bị lóc này. Đây mình có thể try on được này. Thử được. Chưa mua được. Ngựa cũng vẫn đang bị lóc. Tôi không hiểu rõ lắm là làm thế nào để bỏ được cái lóc. Bỏ được cái lóc khi mà ấy này. Đúng rồi. Nó cho mình thử cho xem thôi mà tôi đang không hiểu làm nào để bỏ được cái lóc đi. Mình đang bị lóc. Thôi chiến tiếp thôi. Làm trận nữa cho nó oi khói. Ok, chuẩn bị vào trận. Nói chung mạng mẹo chiều nay nó có vấn đề, anh em thông cảm. Thành ra là livestream nó có bị mẹ nhảy nhót loạn lên. Có anh em xem bình thường mà, tôi đang xem bình thường mà. Nó do mạng của mỗi người thôi. Tôi đang xem rất là bình thường luôn. Không bị nhảy tí gì luôn. Ok, chọn điểm khởi động. Khởi đầu ở đây đi. Confirm. Bảy giây nữa là vào trận. Không biết bao giờ mới bỏ lóc cái mua để trong shop và mua đồ cho sướng, nhìn khổ quá. Rồi vào trận rồi. Mẹ đéo hiểu sao thằng phó tướng này có ngựa cưỡi, trong khi thằng chủ tướng thì đéo có ngựa phải chạy bộ. Đéo thì đơn. Chủ tướng thì chạy bộ, mẹ phó tướng thì cưỡi ngựa. Game mẹ, bố đời thật. Ok, chúng ta sẽ tấn công vào cái doanh trại của quân kia. Map này nó cũng có 3 đường này. Đường giữa, đường top với cả đường bot này, khá là giống map liên minh hoặc là Dota. Mẹ sao mẹ thằng kia đánh nhanh thế, chưa chiều đã tấn công mẹ đến nửa đường rồi. Nào bắn đấy.
Rồi, lên đây đập nhau rồi. Chờ quân mình đã. Lên đi các em. Loạn lên, chả nhìn thấy cái đéo. Không nhìn thấy cái gì luôn. Đồng vãi đái. Xù đồng thế. Chém nó đấy. Ủa, quân mình đâu hết rồi, để nó chém kinh vãi. Ôi ôi, thôi, chạy. Rẽ đất. Đánh đau vãi. Mày láo. Có hết máu nơi rồi, thôi, chạy. Tướng bên kia ông kinh ấy. Ôi mẹ, mũi tên còn đang cắm ở đít, khổ đéo chịu được. Mẹ, hai thằng đuổi theo mình. Chạy rẽ mẹ đất. Đây rồi, mày ra đây. Mày ra đây. Ủa, đánh giỏi quá. Ủa, đánh giỏi vậy. Ủa, ôi, bỏ mẹ tôi rồi. Ủa, ôi. Chết mẹ rồi anh em ạ. Vãi cả cứt. Nó kết liễu mình rồi. Khổ đéo chịu được. Nằm mẹ luôn. Đây là cái xác của tôi đây. Nằm mẹ luôn luôn một đống. Sau khi mà mình chết thì mình sẽ không làm gì được, mà mình chỉ có thể theo dõi cái trận đấu thôi nhá. Đây mình có thể theo dõi được. Như kiểu là chơi Counter Strike ấy, khi mà mình chết thì mình có thể như kiểu bay được ở các bản đồ để xem. Đấy, thằng kia đánh nó đỡ giỏi thế, nó chọc kinh đéo chịu. Đấy, quân mình thua rồi. Tướng của nó còn tận mẹ, còn tận 3 thằng cơ mà. Thanh niên này có đồ đánh ngon phết nhỉ. Có khiên với lại có mẹ, có rìu đánh ngon thế. Chết rồi. Kết liễu nó đấy. Đúng rồi. Giận nát đầu rồi. Bên nó còn 3 thằng tướng, bên mình còn 2. Ở đâu bên mình còn 1 chứ. Bên mình có mỗi thằng. Phải đánh kinh thế. Hàn hào này. Gần thắng rồi. Đó, không canh được tướng ở đâu. Quân mình vào đánh một lúc chết hết ngay. Không có mình vào đấy là một lúc là đứt. Rồi, giết thằng tướng rồi đấy. Rồi, thắng rồi. Bết mẹ bảng. À đâu, mình cũng giết được một thằng tướng ấy chứ. Giết được 10 quân. Acid được 2. Ô tổ sư.
Rồi, victory rồi. Mặc dù là chết sớm mà vẫn thắng. Đây, chúng ta có thể mua được quân đây. Cái trận vừa rồi là mình đã chết hết quân rồi. Mình có thể ấn vào cái nút dấu cộng này này để mình mua quân. Hiện tại thì mới chỉ được mua được 12 con quân thôi. Từ từ tôi chọn sang quân khác. Đánh thêm một trận nữa. Tên game tôi ghi ở trong cái status đấy, anh em đọc cho kỹ nhá. Không hiểu sao anh em không đọc kỹ status nhỉ. Status tôi viết rất là dài, trong đấy tôi đã viết rõ là tên game là cái gì. Tên game này là Tiger Knight Empire War nhá. Anh em đọc cho kỹ cái status ấy, tại vì status nó sẽ chỉ hiển thị một đoạn thôi, nhưng mà anh em ấn để đọc thêm ấy sẽ đọc được hết nhá. Có tên game này, tôi hướng dẫn cả anh em cách để mà tải về chơi như thế nào, tôi hướng dẫn hết. Anh em đọc kỹ nhá, tất cả ghi ở status hết. Chọn trên để lấy sao ấy hả? Game này là miễn phí nhá, không phải mua nhá. Game này là game free, không phải mua. Tại vì đây là game trong tiết mục gọi là game miễn phí mà hay, nên là tôi chỉ chọn lọc qua con game miễn phí thôi. Trò này là online mà. Rồi, chọn điểm và thả quân. Có hai, à đây là vị trí bốn thằng tướng hai bên, à năm tướng hai bên. Rồi, vào trận thôi, đi thôi. Lần này mẹ không để chết sớm. Thằng tướng bên mình là thằng Suzan Mendoza. Chạy nhanh thế. Tôi phải đi chiếm mấy cái điểm mà. Ôi, mẹ thằng đồng đội mình nhanh thế. Nó đi chiếm cờ mẹ rồi. Mấy cái đái. Từ từ đã. Mình phải đi chiếm cờ đã. Rồi, nhanh. Chiếm cờ đi em. Rồi, tốt. Chúng mày láo. Chúng mày láo. Nó đứng từ xa chém vào thôi. Chơi cái này không nên vào gần. Đi vào sâu trong đéo chạy ra được. Khổ lắm. Sư thằng tướng nó đuổi mình rồi. Sư mày. Con chết nhanh thế nhở. Chả con thằng đéo. Yeah.
Thôi từ từ đã, từ từ đã. Con mình chết bại hết rồi. Nó yếu thế nhở. Thôi chạy lên hợp quân với cả thằng kia. Ôi mẹ lính bắn cung. Kết liễu thằng này. Tốt. Một thằng tướng đã ra đi. Tổ sư quân mình ít quá. Mày láo. Mày láo. Mày láo. Kết liễu đấy. Ơ kìa. Vãi. Mẹ chua đấy, mẹ bộ quân nó mẹ quyết tâm bảo vệ tướng. Đéo cho mình kết liễu. Mày láo. Mày láo này. Rồi, đi ra kết liễu tướng nó thôi. Thằng này nó kết liễu trước mẹ rồi. Ngựa chưa con. Mày láo này. Chết chưa. Bên nó có một thằng phó tướng. Mẹ tên cắm đầy người. Rồi, quân mình gần đến rồi, từ từ ra đây chiến tiếp đã. Cưỡi ngựa phải mua ngựa mới có ngựa nhá. Lúc đầu vào phò phạch đéo có cả ngựa, khổ vãi. Rồi, quân mình kéo lên rồi. Lên đi các em. Mày láo này. Rồi kết liễu. Kết liễu tướng nó. Xong. Đã victory. Đấy mẹ trận này đứng thứ 2 ngay. Giết ra 2 thằng tướng, 15 thằng quân. Acid 3. Ping mình là còn ping cao. Ping cao quá. Thắng rồi. Lên level 4. Để ở lên level 4 được cái gì? Storage. Chả thấy phần thưởng phần thiếc đi á. Lên level nó không có cộng skill nhỉ. À đây upgrade đây. Skill đây. Đúng rồi, đây 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 đây. Đây là theo từng phe đây này. Long spear. Muốn mua được cái này là mình phải mất tiền. Đây là cái cây skin này. Tổ sư nó vẫn chưa cho mình mua đồ, không hiểu vì sao làm nào để unlock được những cái đồ này. Có thể lên level mấy đây.
Ok, hôm nay tôi giới thiệu anh em game này thế thôi nhá. Tôi nhắc lại là tên game là Tiger Knight Empire War. Tôi có để cái tên game này, cách tải game và cách chơi ở trên cái StarTube nhá. Anh em có thể vào xem. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ăn cơm. Tối nay sẽ lại livestream tiếp. Ok, bye bye, see you again nhá.